Thưa quý vị, thu phí tự động không dừng ETC hiện đã được triển khai ở hầu hết các trạm BOT, qua đó giúp người dân di chuyển thuận lợi và giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông. Một ví dụ điển hình nhất đó là mới đây, tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng đã chính thức triển khai thí điểm thu phí tự động không dừng toàn tuyến bằng việc bỏ thu phí bằng tiền mặt. Đây có thể xem là giải pháp để có thể tính tới áp dụng bỏ thu phí tiền mặt ở các trạm BOT trong tương lai không xa. Vậy tới thời điểm này, giải pháp ETC trên đang được người dân nhận định và đánh giá như thế nào? Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2914D tại xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Hiện có rất nhiều người muốn dán thẻ ETC, nhưng không có nhân viên dán thẻ. Nhiều người đã được trải nghiệm dịch vụ thu phí tự động không dừng, cho rằng việc áp dụng bỏ thu phí bằng tiền mặt là rất cần thiết. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng cần khắc phục một số lỗi đang tồn tại hiện nay. Mong muốn kiểu của dịch vụ này là được phục vụ được càng tốt hơn nữa, tại vì là đi là nắm chạm là chưa hoạt động của người ta chưa kêu là chưa lắp dây chưa lắp hệ thống kiểu cao tốc Hà Nội Lào Cai còn ở đâu cũng có ai vậy. Hiện tại thì thỉnh thoảng mình đi đường mình thấy là nó bị trục trặc, mình vẫn phải trả tiền mặt. Đôi khi là nó mình đi đường nhưng mà khi mình đến cái lúc đầu vào đường như đầu ra thì lại phải trả tiền mặt. Do là cái phần mềm nó chạy là chưa được tốt. Với cái đơn vị đăng kiểm 2914D thì cũng mong muốn là đơn vị cung cấp thẻ VETC thì bố trí nhân lực, con người đến thứ nhất là trao đổi thông tin đối với khách hàng, thứ hai là hướng dẫn cho khách hàng có một cái tiếp cận gần nhất và dễ nhất để cho khách hàng có thể là sử dụng thẻ một cách đơn giản và gọn lẹ. Thống kê cho thấy, hiện trong 113 trạm thu phí trên toàn quốc, hiện đều đưa vào vận hành hệ thống ETC với 575 làn ETC. Chỉ mới có 63 trạm đã lắp 100% làn ETC. Để giải quyết vấn đề này, Bộ Giao thông Vận tải mới đây đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ lùi đến hạn chót là ngày 30 tháng 6 năm 2022. Để đảm bảo mục tiêu mỗi trạm thu phí chỉ duy trì một làn thu phí hỗn hợp trong quý 2 năm 2022, Bộ Giao thông Vận tải cho biết cần lắp 106 làn ETC tại 24 trạm thu phí. Còn theo công ty VETC, qua thống kê sau 6 năm triển khai dán thẻ ETC cho phương tiện ô tô, hiện cả nước mới có khoảng 2,7 triệu trên tổng số gần 5 triệu phương tiện được dán thẻ thu phí không dừng. Tính riêng trong năm 2022, tới thời điểm này, các nhà cung cấp dịch vụ mới dán thêm thẻ cho khoảng 200.000 xe. Với những trường hợp mà thẻ lỗi, thẻ hỏng thì đi qua trạm và có bố trí lực lượng ngay sau trạm để xử lý thay thẻ hoặc là tất cả xử lý sự cố cho khách hàng. Đánh giá về tình hình dán thẻ ETC cho phương tiện trong thời gian qua, ông Vinh cho rằng tốc độ dán thẻ ETC trong thời gian qua vẫn còn chậm. Chưa dán thẻ thì VETC bố trí nhân sự ngay tại cách trạm thu phí 100m, 200m để công tác dán thẻ cho khách hàng ngay tại trạm trong vòng 2 phút để khách hàng có thể lưu thông qua trạm ngay tức thì. Sẽ tiếp tục thực hiện các tuyến cao tốc của VEC để sẽ thực hiện. Còn đương nhiên các cao tốc của phía đông mà đang thực hiện tổ chức thi công thì sau này sẽ thực hiện 100% dịch vụ thu phí không dừng. Có thể thấy rằng thu phí không dừng đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu dán thẻ cho 100% phương tiện có lẽ không đơn giản. Bởi hiện nay, thu phí không dừng vẫn đang bị mắc kẹt với nhiều nút thắt. Trong đó, nút thắt lớn nhất là tỷ lệ phương tiện dán thẻ và nạp tiền vào tài khoản ETC vẫn đang thấp hơn kỳ vọng.